Tôi thì cũng hiếm muộn tới 10 năm rồi, cũng đi cũng nhiều nơi, cũng tới thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian chờ đợi dài và mất nhiều công sức lại không thu kết quả, hành trình tìm con. Cũng may, nhờ có bà nội đốc thúc tìm đến những cơ sở uy tín nằm ngay khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hai vợ chồng á, hôm mà lúc mà làm hôm đậu thai rồi á là mừng dữ lắm, mừng chờ đợi cái giây phút này đó là dữ lắm luôn. Rồi tới khi mà sanh ra thì khi mà em bé ra rồi á, cha nó mới nói là trời ơi con thấy cưng quá em ơi, có thể là mình làm một đứa nữa. Sao cái làm thêm đứa nữa, cái đậu nữa, mừng quýnh hết trơn rồi. Vậy là hai cô cậu bé lần lượt ra đời bằng phương pháp hiện đại. Căn nhà giờ đây cũng tràn ngập niềm vui vì con trẻ. Vậy thôi cũng đủ làm ba mẹ và bà hạnh phúc. Lâu mũi thì giống cha đó, mũi giống cha này dữ lắm. Tôi thấy là những bé thụ tinh trong ống nghiệm là cái thể chất hoặc cái phát triển hoặc này kia tầm soát bệnh là rất là tốt. Hành trình hơn 10 năm chờ đợi giờ đã có kết quả tốt đẹp. Tiếp tục là một minh chứng cho tiến bộ y học và sự tận tâm của các bác sĩ. Các bạn mà có hiếm muộn á, ngần ngại cái đến cái bệnh viện để điều trị á, thì các bạn cứ yên tâm, các bác sĩ sẽ nhiệt tình là điều trị cho các bạn, là cái dùng cách dùng thuốc hay là cái sinh hoạt làm sao đó để cho mình được đậu thai.